Chào em có thể giới thiệu tên, địa chỉ của mình được không ạ? Em tên Mai Thị Yên Vy, là chủ nhà thuốc Thiện Bình. Địa chỉ 90 Ngô Quyền, thành phố Thi Hòa, tỉnh Phú Yên. Qua 10 năm hợp tác cùng Dược phẩm Âu thì đâu là sản phẩm mà nhà thuốc mình tin tưởng và tư vấn cho những người bị bệnh tiểu đường và nhặt được phản hồi như thế nào? Trên thị trường có rất là nhiều sản phẩm điều trị tiểu đường từ thảo dược, nhưng mà mình thấy có sản phẩm mà mình cảm thấy tâm huyết nhất, đó là hồ tạng đường. Hồ tạng đường là một sản phẩm chiết xuất thảo dược hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân tiểu đường, giúp ổn định đường huyết, hạ cholesterol và giảm tiểu đêm, tê bì chân tay sau khi khách hàng sử dụng từ 1 đến 3 tuần. Và nếu khách hàng sử dụng sau một liệu trình thì đường huyết ổn định, cũng như là giảm những cái biến chứng của tiểu đường như là tim mạch, đột quỵ. Những bệnh nhân sau khi sử dụng bộ liệu trình thì tin tưởng và tới mua tới 90-100%. Tại sao nhà thuốc mình lại tin tưởng tư vấn sản phẩm hồ tạng đường cho những người bị bệnh tiểu đường ạ? Hồ tạng đường là một sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược, đã được nghiên cứu lâm sàng và được các chuyên gia cũng như bác sĩ đánh giá cao, sử dụng hỗ trợ cho người điều trị, hỗ trợ điều trị người tiểu đường. Vì hồ tạng đường giúp cho ổn định đường huyết, giảm cholesterol trong máu, và là sản phẩm ưu tiên đánh giá cao cho bệnh nhân bị tiểu đường type 2 cũng như bệnh nhân tiền tiểu đường. Vì vậy nhà thuốc cũng như bệnh nhân rất là tin tưởng sử dụng hồ tạng đường.